studio của chúng ta ở khu vực của phân khu S502. Trang thiết bị nhà vệ sinh xin bàn giao hoàn thiện hết luôn, chỉ có phòng tắm đứng là chưa có kính, chúng ta sẽ lắp kính thêm và bồn cầu lavabo của Toto. Và được tặng hai cái máy lạnh, đây là trang thiết bị mà cảm biến bên ngoài, khi mà có khách báo, khi có người thân thăm thì chúng ta sẽ nhìn qua bên ngoài thấy được mặt của họ, nhưng mà họ sẽ không được thấy nhìn bên trong căn hộ của chúng ta. Chúng ta có một cái lô da, đây là cái view nhìn xuống nội khu công viên. Rồi chúng ta sẽ có một cái lô da để giặt đồ ở đây. Phía xa kia là chúng ta thấy được phân khu The Manhattan Gallery ở đây, nhà phố. Và phía này là Manhattan nhưng mà đã bị khuất ở đây. Anh chị nào quan tâm về căn hộ hay là muốn ký gửi cho thuê chuyển nhượng, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Đây chúng ta thấy được cái nhà sinh hoạt cộng đồng nè, clubhouse. Sinh hoạt cộng đồng này khá là rộng như các anh chị, ở bên tầng trệt, sảnh ở bên dưới. Và đây là công viên nội khu nè, khu vui chơi trẻ em ở đây, khu vận động và cái hồ bơi. Thì hiện bây giờ là đang tạm ngưng quá trình hoạt động của hồ bơi. Sau này cư dân sẽ có thẻ ra vô ở đây, cư dân sử dụng khu này. Phía dưới đây là cái hồ cảnh quan đó, bên dưới chúng ta sẽ có cái hồ cảnh quan, cái chỗ mà ngồi tặng mà chực cờ đó cũng được nữa, là họp mặt. Đây là cái khu vui chơi cho em một bên nữa cho mấy đứa nít. Đây là cái tòa S503, anh chị thấy là S502 đây, S503 ở đây, thì có nghĩa là sau lưng của Khoa đó là S501. Thì tòa S501 nó cách khá xa các anh chị. Đây là S501 nè, cách khá xa so với S502 và 03, rất là thoáng. Thì hiện mình ở đây là gió cực kỳ nha, hiện bây giờ đang là trời mưa, mình đang đi ở dưới mưa luôn đó. Thì đang bố trí những cái ghế nè, chuẩn bị lắp ở đây cho mọi người cư dân vào sử dụng. Đó, tuyệt vời. Bên đây cái hồ cảnh quan nè, chuẩn bị cho nước vô nè. Thì sau này là cái sảnh S501 là sẽ là sảnh chính luôn.
để đăng ký hay là cái này nọ, ra vô làm giấy tờ của cư dân. Đó, đây là S501 của chúng ta. Thì cái khu bên dưới là chúng ta là hầm để xe nè. Sau đây chúng ta để xe, chúng ta có thể đi bộ lên công viên cũng được, hoặc là chúng ta trực tiếp đi lên căn hộ của mình qua thang máy ở bên dưới. Đó, chúng ta đi một vòng. Công viên nội khu thì cũng đã rộng lắm rồi. Thì ở bên đó có sân bóng rổ, sân đá banh mini, sân bóng chuyền. Ở đây đang làm sân bóng chuyền này các anh chị, và sân bóng rổ. Các anh chị nào hiện đang có nhu cầu ký gửi cho thuê, chuyển nhượng ở phân khu The Rainbow, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655, Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Và đặc biệt là Khoa đang nhận ở booking để tư vấn thêm cho phân khu The Origami sắp mở bán. The Origami là ở bên kia. Origami là hiện là có mức giá khoảng từ 45 cho tới 55 triệu một mét vuông, có VAT. Thì hiện bây giờ đang mở bán S701 và S702, và đợt hàng là sẽ ra liên tục 1-2 ngày là chúng ta sẽ có những cái rổ hàng mới. Thì chỉ có những cái khách mà có nhu cầu, khách mà có đã đăng ký thông tin rồi đó thì mới được mua nha các anh chị. Nên thành ra các anh chị hãy gửi cho các bạn nhân viên kinh doanh, gửi cho mình trước cái chứng minh dân của mình trước, đăng ký trước là được rồi. Tại vì các anh chị chưa có booking nhưng mà có nhu cầu mua thì gửi cái thông tin trước, số chứng minh dân trước để cập nhật thông tin qua bên Vin. Nếu mà các anh chị không có gửi thông tin của mình thì chắc chắn là các anh chị không thể mua được nha. Ví dụ như các anh chị muốn mua thì chắc cũng phải nhờ người nào mà đã có booking rồi tôi đứng tên giùm thôi, chứ không có mua trực tiếp được đâu. Nên cái đó là cái hạn chế của mình. Thì các anh chị có thể hỗ trợ tụi em, các bạn nhân viên kinh doanh về vấn đề mà đưa cái thông tin trước qua bên chủ đầu tư thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Cái đó là cái quyền lợi của mình.